Những năm qua, công tác tuyên truyền về chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước và các vấn đề có liên quan đến công tác phòng chống bạo lực gia đình đã và đang được các cấp Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố nói chung và Hội Liên hiệp Phụ nữ phường Hạ Châu 1 nói riêng triển khai định kỳ, lồng ghép thông qua các buổi sinh hoạt chuyên đề, làm tiêu chí để bình xét hoàn thành nhiệm vụ của mỗi cán bộ đảng viên hàng năm, góp phần lan tỏa công trình, chuỗi sự kiện sắc cam, thắp sáng và hành động mà Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố phát động, đồng thời thực hiện hiệu quả chỉ thị 39 của Ban Thường vụ Thành ủy và quyết định 1006 của Ủy ban Nhân dân thành phố về xây dựng thành phố an toàn, không bạo lực với phụ nữ và trẻ em. Đây là một buổi sinh hoạt chuyên đề của chị em Hội Liên hiệp Phụ nữ phường Hải Châu 1, quận Hải Châu. Đây không chỉ là dịp để chị em đối thoại, trao đổi, hàn huyên, chia sẻ những kiến thức, kinh nghiệm để chăm sóc gia đình, chăm sóc sức khỏe, mà còn là địa chỉ tin cậy để giúp chị em phụ nữ nâng cao kiến thức về giới, bình đẳng giới, về luật phòng chống bạo lực gia đình và phổ biến những quy định, chủ trương, chính sách mới của thành phố. Từ đó, mỗi cán bộ hội viên sẽ trở thành một tuyên truyền viên tích cực, vận động mọi thành viên trong gia đình và cộng đồng dân cư tự giác có ý thức trong công tác phòng chống buôn bán phụ nữ và trẻ em, cũng như công tác an ninh trật tự trên địa bàn. Mình sắp xếp thời gian nó cũng là phải chặt chẽ vì mình còn phải buôn bán nữa. Những giờ mà cao điểm hơn thì mình làm bên Zalo hoặc là Messenger. Mình có thể là những cái phong trào hoạt động gì mình cần các cô các chị tham gia thì mình sẽ nhắn tin vào trong đó. Rồi mấy cô cần trao đổi thì có thể là mình mời vui lòng tới trực tiếp gặp mình. Tại vì có thể thời gian của mình là nó không nhiều thì là mình cũng phải cố gắng nhiều để mà tham gia các hoạt động. Ngoài quán cà phê Sắc Cam thì tại con hẻm nhỏ cuối đường Nguyễn Thị Minh Khai, ngôi nhà thân thiện của Hội Liên hiệp Phụ nữ Hải Châu 1 từ lâu đã trở thành địa chỉ tin cậy thứ hai cho tất cả phụ nữ, trẻ em trên địa bàn phường. Ngoài sách báo, các ấn phẩm về làm đẹp, các luật phòng chống bạo lực gia đình, luật hôn nhân và gia đình, luật bình đẳng giới, luật bảo vệ và chăm sóc trẻ em, chị em còn được tư vấn sức khỏe và giúp đỡ, hỗ trợ xây dựng và từng bước thực hiện các ý tưởng khởi nghiệp khi có nhu cầu. Đối với các chi hội thì hiện nay thì một số chi hội đã tổ chức là vận động hội viên phụ nữ may những cái bông hoa màu cam để các chị khi tham gia sinh hoạt hội họp thì các chị mang cái màu hoa đó đến. Hoặc là một số chi hội có những cái khăn tròn màu cam. Và đặc biệt đối với Hội Liên hiệp Phụ nữ phường thì cũng đã tổ chức ra mắt quán cà phê Sắc Cam. Với tất cả các thành viên khi đến dự quán cà phê Sắc Cam thì đều đồng loạt mang cái màu áo cam để chúng ta thực hiện cái nhiệm vụ là phòng chống bạo lực gia đình và bình đẳng trên cơ sở giới. Với sắc cam rất riêng của mình, Hội Liên hiệp Phụ nữ phường Hải Châu 1 đã lan tỏa được hơi ấm tình người, cộng hưởng cùng sắc cam của các cấp hội phụ nữ thành phố, chung tay giúp đỡ những hội viên có hoàn cảnh khó khăn vượt qua nghịch cảnh, cùng nhau phấn đấu. Nói chung là cũng gặp khó khăn, nhưng mà cũng nhờ phụ nữ phường Hải Châu 1 hỗ trợ xuất quà không đồng, những cái quà khác nữa cũng rất là xúc động. Những phần quà được trao tặng tận tay phụ nữ nghèo, khó khăn, tuy không mang nhiều giá trị về mặt vật chất, nhưng nó thể hiện sự sẻ chia và trách nhiệm của các cấp hội phụ nữ với hội viên, phụ nữ nghèo, có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn phường. Qua đó động viên chị em có thêm động lực, vươn lên ổn định cuộc sống.